nồi nước lèo này của chú nó thơm quá, thơm kinh khủng khiếp luôn, đứng gần nó thơm nhiều, rất là dễ chịu. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang ở trên đường Vĩnh Viễn nhá, địa chỉ chính xác là số 153 Vĩnh Viễn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi ăn cái món hủ tiếu bò viên. Cục bò viên đây là 80 năm rồi các bạn. Có thể nói đây là một quán hủ tiếu bò viên có tuổi đời rất là lâu ở khu vực quận 5 này đấy. Chú năm nay nhiêu rồi? 70 mấy. Vậy mấy mà làm lành tay quá ha. Tôi thấy chú làm rất là lành tay. Cái nước này có thấy bộ về các chủ khác nó đục nước mà sao nước của chú nó trong đó, chú không có dùng cái gì. Ăn tiền cái chỗ đó. Ăn tiền chỗ đó. Dạ. Đấy, thơm quá. Bí quyết gia truyền hả chú Hà? Dạ. Cái này là của chú hay là của ông nội chú truyền lại? Của ông anh. Của ông anh ha. Hôm nay chú đang làm bao nhiêu tiền đấy? Phần ở đây là lúc này là bán 70 ngàn. 70 ngàn, cái nào cũng vậy hết. Dạ. Một phần là 70. Cứ một phần là 70 ha. Dạ. Đây các bạn có thể tham khảo một phần 70 của quán nha. Một phần 70 gồm 2 cục bò viên, một cục bò viên. Nếu mà viên không là 3 cục. 3 cục bò viên. À, còn viên giờ không có ăn hủ tiếu thì 5 cục, 5 viên. Đấy. Đây là 1 phần 70 ngàn hả chú? Ừ. Dạ. Đấy, 3 cục bò viên các bạn ạ. Đây là tái bò viên, cái này cũng 70 luôn hả chú? À, 70 hết, cái nào cũng 70 hết. Dạ. Có một chút xíu hành là cái chè ha. Bò viên này là gia đình mình tự làm hả chú hay là mình tự làm mấy cái đồ này là tự làm hết. À, bò viên này là bò không hả chú, đặc biệt hả chú? Bò đạm luôn. Ví dụ như có khách tới mà người ta đặt bò viên nhiều này của chú mua về chú có bán không? Có bán ký, mình bán ký. Bao nhiêu một ký chú? 700 ngàn một ký. À. Ồ các bạn ơi, bò viên đấy rất là đặc biệt nha. Giá là nếu mà tính ra giá của thị trường như vậy là nó đang rất là cao chú nhỉ? Phải rồi. Dạ. Thế là đây là bò viên gia truyền của nhà mình nhé chú. Thì làm hồi xưa tới giờ. Làm hồi đó tự mình làm bán chứ đâu có ai. Thời nếu mà 50 mấy 60 thời đó đâu có ai vào. Cái lò này mình nấu sôi liên tục hả chú? Cái này thì mình giữ cho nó vừa sôi thôi. Cái này là nó sôi quá thì cái bò viên nó lừ ra quá hả chú ha? Nó mềm. Dạ. Cái này là cái phần gì của con bò đấy chú? Cái này lưỡi bò. À. Ở đây mình có lưỡi bò và bò viên hả chú? Còn lưỡi, nạm, tổ ong, tim, gân. Phía trong này là chú đã có cắt ra hết, thấy là có lưỡi, có nạm, có tổ ong này, có tim, có gân ở phía trong này hết rồi này. Nhiều nhất là một ngày mình đoán khoảng nhiêu ký bò chú, và bò viên và bò bán nhiều nhất, rất là bán nhiều nhất là cũng khoảng 30 kg bò viên không á, chứ còn mấy cái kia lặt vặt đồ chưa tính. Lòng tới nhà bò viên không 30 kg à? Dạ. Bò viên này là đích thân chú làm luôn hả hay là sao? Đích thân làm. Ồ, tới trong nhà mình là tự làm cái này luôn. Làm này là toàn bộ làm ấy hết, toàn bộ mình ở nhà làm hết. Là mua thịt bò về rồi xay là mấy cái đồ này là toàn bộ mua đồ sống đồ tươi hết về là làm. Dạ. Chứ không có mà lấy ngoài làm sẵn. Xài chất lượng chứ ha. Mình mới biết chất lượng nó ra làm sao chứ. Vâng. Còn anh có thấy cục bò viên của chú nó dai, nó giòn khác hơn người ta hết đó. Vâng. Theo chú thấy nó khác như thế nào chú? Khác là cái độ dẻo, cái độ dai nó. Vâng. Bởi vì mình làm nó tươi thì nó giòn, nó ngon hơn đó chứ. Dạ. Cái này là mình làm mà thủ công bằng tay hết đó chú, có gì bằng máy hỗ trợ không? Bây giờ thì có xây máy nhưng mà làm thì cũng bằng tay. Vâng. Chứ không phải là như hồi xưa rồi. Hồi xưa là phải dạ chứ hả? Toàn bộ mà tay tới năm 63 đã bắt đầu có máy thì làm cũng kèm vậy thôi. Nó đỡ hơn chứ hả? Từ khi có máy xay nó đỡ hơn. Vâng. Mấy giờ là mình bắt đầu ra mình có bán ở đây rồi chú? Lúc này hôm mua dịch tới nay là ra sớm 2 giờ. Chứ lúc trước là 4 giờ. Mình bán từ 2 giờ, mình bán tới mấy giờ về chú? Bán tới 12 giờ. 12 giờ đêm ha. Đấy. Các bạn là như vậy, ở đây là quán là 2 giờ chiều bắt đầu có bán này nha. 2 giờ chiều tới 12 giờ đêm. Chú tên gì chú nhỉ? Tên Minh. Chú Minh. Đây là chú Minh nha các bạn. Dạ. Đây là cục bò viên đặc biệt của quán này các bạn này. Hai tô cắm hay là một tập cẩm một bò viên. Cái nước này là cái nước gì chú? Cái đó là nước tương để mình chan bánh phở đó. Vâng. Nem á, nước nem. Cái đó là nước tương. Đấy. Một tô như vậy là có giá là 70.000 nha các bạn. À, rồi cả nhà ơi, như vậy là mình mới kêu ra hai phần ở đây nè. Ở đây thì đồng giá hai phần là 70.000. Một phần tập cẩm và một phần bò viên. Đây, một phần tập cẩm của nó sẽ như thế này. Cái tô nó không có lớn lắm đâu, tô nhỏ à. Tô nhỏ thôi. À, một tô thì bao gồm mình thấy là có một cục bò viên. Đây. Cục bò viên nhá. Bò viên đặc biệt của quán. À, tô có lưỡi. Có lười rồi có cái này là cái gì đây, cái này giống gân vậy các bạn ạ. Cái này giống gân. Rồi cái này là làm. Rồi cái này là tổ ong. Rồi còn gì nữa không? Cái này giống thử mà cùng là bộ phận của lười luôn đấy. Đấy, có lười, có nạm, có gân và một cục bò viên. Một tô như vậy có giá là 70.000 nha. Nói chung rất là thơm các bạn, thơm thanh thanh. Mình húp nước dùng mình không thấy mùi bò nha. Ồ, các bạn này, các bạn để ý à, cái nước dùng của quán này. Thường thường mình đi các quán phở bò nước dùng nó rất là đục, nhưng mà quán nước dùng này các bạn thấy không, nước dùng rất là trong. Theo như ông chú nói đây là bí quyết của quán ấy, nước dùng cực kỳ trong luôn. Cái phần đặc biệt nhất của quán này, cục bò viên. Nếu một tô mà có 3 cục bò viên như thế này thôi là 70.000 đó nha. Nhưng mà hôm nay vào thập cẩm. Ăn kèm với nó cái này là một chén tương ớt, tương trà, rồi là một ít cà tế phía trên. Cái cục bò viên nó rất là dai. Dai, giòn và rất là thơm. Mình nghe một chút xíu có một chút bắc ở trong đó. Đúng là bò viên rất là ngon các bạn, dai, giòn, thơm, hơi ngậy ngậy. Một tô 3 cục bò viên mà 70.000 thì các bạn biết là cái bò viên nó phải đặc biệt như thế nào rồi. Một cái tô thập cẩm cũng khá là chất lượng các bạn. Các mình thấy nó khá là nhiều cái topping trong nó đấy. Thịt bò đây được ông chú ông để trong cái nồi nấu liên tục nó mềm. À, rồi nha các bạn, nói chung là hủ tiếu bò viên đây ngon. Mình thích nhất ở đây là cái bò viên đấy. Cái bò viên nó dai, nó giòn, nó hơi ngậy nhẹ, rất là thơm. Nhai giòn sạch ăn rất là đã luôn. Cái phần thứ hai mình thích ở đây là cái nước lèo. Cái nước lèo đây nấu rất là sạch nhá, rất là trong, không hề còn cợn. Trong mà thơm, dịu, không hề còn hôi mùi bò, ăn rất là thích. Một phần như vậy thì có giá bán là 70.000. À, đây các bạn có thể quan sát lại một cái phần 70.000 đây. Một phần của nó gồm 3 cục bò viên như thế này này. 3 cục bò viên và một ít phở. Rồi nước lèo và rau nêm một cái trên. Đây, phần như vậy 70.000. À, về cái phần giá cả thì mình để cho các bạn nhận xét nha. Còn về cái phần địa chỉ á, thì mình đã có nói giới thiệu phần đầu video rồi. Mình sẽ ghim cái địa chỉ trong phần mô tả của video á. Các bạn nếu mà không nhớ thì các bạn có thể vào đó xem thêm nhé. À, hy vọng là qua clip này thì các bạn sẽ biết thêm cho mình một địa điểm ăn uống mới nha. À, nếu thích món ăn này thì đừng quên like video và đăng ký kênh để đón xem những món ăn mới tiếp theo của kênh Đi Đâu Ăn Gì nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhé.